Đồng Nai hiện có hơn 3,2 triệu dân thuộc trên 50 dân tộc anh em sinh sống. Dù sinh sống cộng cư nhưng mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng dân cư đều giữ gìn được các yếu tố văn hóa gốc. Đó là những nét văn hóa rất đặc trưng, khó trộn lẫn trong muôn màu, sắc văn hóa khác. Và với mong muốn tìm hiểu, từ đó quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đã được các câu lạc bộ, hội nhóm tổ chức thường xuyên tại Đồng Nai. Câu lạc bộ Người Biên Hòa Đồng Nai là một trong số đó. Đây là một buổi tham quan, giao lưu văn hóa mà câu lạc bộ Người Đồng Nai vừa tổ chức tại huyện Thống Nhất. Đặc trưng của huyện có 24 thành phần dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, có hơn 2.200 hộ với trên 8.000 nhân khẩu. Trong đó đồng bào dân tộc Chơ Ro chiếm số lượng lớn. Do đó, những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây luôn được địa phương chú trọng, gìn giữ và phát triển, quảng bá. Mới đây, đội cồng chiêng xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất là đơn vị đại diện cho đoàn Đồng Nai tham dự hội diễn đàn hát dân ca ba miền diễn ra tại tỉnh Nghệ An do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức và vinh dự được nhận giải huy chương bạc. Tại buổi giao lưu, các thành viên câu lạc bộ đã cùng được thưởng thức màn biểu diễn cồng chiêng độc đáo này. Tôi là một người văn nghệ sĩ, lúc nào tôi cũng thích tìm tòi, nghiên cứu và khai thác, và trong cái khả năng của mình luôn cố gắng là đem những cái tinh thần văn hóa của người Chơ Ro vô những cái tác phẩm của mình. Và chắc chắn rằng sau cái đợt đi ngày hôm nay á, thì tôi tin rằng tôi sẽ có thêm thì ít nhất được một vài tác phẩm nói về người Chơ Ro, để thấy rằng cái sự đoàn kết hòa hợp dân tộc của 54 dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là người Chơ Ro của tỉnh Đồng Nai. Có những người đã từng công tác nhiều nơi, cũng có chức sắc, có trách nhiệm, ta đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà trái tim và khối óc chưa nghỉ, cũng muốn được tiếp tục hiểu biết, đánh giá tham gia, và họ tham gia vào công tác xã hội, thậm chí tham gia trí tuệ là vào các cái văn kiện mà ở tỉnh góp ý. Bây giờ tỉnh mình với lại các địa phương giờ cũng có cái mối muốn ra quyết sách gì quan trọng, thuận lòng dân, hoài nghe là nhà đầu tư, nhà chiến lược này kia cũng nghe tư vấn phản biện, mà những người cao tuổi người ta có kinh nghiệm. Rồi câu lạc bộ là Người Biên Hòa Đồng Nai cũng là gồm với những người đang cũng đang nghiên cứu. Trong lần này có nhiều người là cũng lần đầu tiên mà thấy được trung tâm nghiên cứu, nó thấy được nhà văn hóa mình vậy. Thì khi mà đóng góp xây dựng quê hương đất nước bằng nhiều cách thì trong đầu là có những hình ảnh này là tốt hơn. Không chỉ trải nghiệm cồng chiêng, những buổi giao lưu cũng là cơ hội để chính quyền địa phương trao đổi, lắng nghe những quan điểm, ý kiến đóng góp trong việc phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc nói riêng, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa con người Đồng Nai đến cộng đồng nói chung. Nhưng mà trong phát biệt triển thì phải lưu ý cái điều là cái gieo cấy những giá trị này trong nhận thức, trong cảm xúc và trong thực hiện của cộng đồng, chính của cộng đồng và nhiều lớp. Thì lớp người cao tuổi, tạm gọi là trên 40 đi, lớp 40 trở xuống, và đặc biệt là lớp thanh thiếu niên học sinh. Mà thanh thiếu niên gieo cấy với thanh thiếu niên học sinh thì nó mới trường tồn và phát triển, chứ nếu không có lúc chấm hết. Thì tôi giờ là ghi nhận lại, là tiếp xúc với đồng bào thời gian chắc cũng ít thôi, mà thấy có nhà văn hóa khi xưa xây dựng như vậy, giữ dùng tốt, công tác trao truyền, có cái mỗi chiêng, có giữ được các điệu múa, đánh cồng chiêng, và còn có cái món ẩm thực của đồng bào nữa. Thì điều đó rất là đúng hướng. Một cái địa bàn cũng rất là đặc thù, ngoài đặc thù về tôn giáo thì cũng có cái nét đặc thù về dân tộc. Để mà bảo tồn và phát huy các cái bản sắc văn hóa của từng dân tộc, thì trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận dụng rồi là triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chính sách của dân tộc đến với đồng bào. Thứ hai nữa là cũng sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập phát triển trên địa bàn huyện. Không chỉ giúp các thành viên câu lạc bộ có cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương, chính từ các buổi giao lưu văn hóa như thế này cũng tạo niềm phấn khởi cho đồng bào dân tộc khi được giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Qua đó tạo động lực cho các thế hệ trẻ duy trì, tiếp nối những giá trị truyền thống quý báu. Chủ nhiệm câu lạc bộ Người Biên Hòa Đồng Nai cho biết, thời gian tới câu lạc bộ sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến đi trải nghiệm thực tế, góp phần đưa văn hóa Đồng Nai tới gần hơn với mọi người, để qua đó không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, mà còn góp phần bồi dưỡng tri thức, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa con người Đồng Nai đến với cộng đồng.